Chim Andy chào các chim, các heo, các cá khác nhá. Và trong video này thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm ở ngày thứ hai cày chay nha các bạn ơi. Ngày thứ hai thì mình đang lên ở 153 vạn rồi thì bị mắc kẹt nha. Mình có 5 lưu ý chia sẻ cho các bạn tân thủ ngày thứ hai. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt auto làm sao cho nó giống một cao thủ VIP Pro cực kỳ siêu cấp luôn nha. Và các bạn có thể nhìn thấy level của trang bị hiện tại là cái level của trang bị hoàn hảo đi. Nó mới có level 66, trong khi đó level cái cấp của mình đang là 81. Và trang bị mà cây mà đập ra thì có thể là được đến level 83. Chính vì thế mà có thể là trang bị cam nhưng level 83 thì nó vẫn sẽ hơn những cái chỉ số của trang bị hoàn hảo level 66 nha các bạn. Đấy là lý do tại sao ở đây chúng ta vẫn nên để phẩm cam. Đấy. Còn những cái tích ở đây thì các bạn đã hiểu như thế nào chưa? Đầu tiên ấy thì chúng ta chắc chắn là phải tích vào cái dừng khi hiệu lực trang bị tăng rồi. Nhưng để VIP Pro hơn thì các bạn sẽ tích thêm một cái vào đây nữa cho mình. Đấy, và các bạn lựa chọn cái dòng mà các bạn chơi, ví dụ như mình chơi liên kích. Đấy. Và mình chơi thêm đó chính là choáng nữa. Thì các bạn tích cả hai ô này lại. Còn cái ô bên này ấy, thì cái chỉ số của nó toàn là kháng này rồi thì các kiểu con đà điểu thì thôi. Các bạn để tùy ý nhá. Hai cái này các bạn để tùy ý cho mình. Và các bạn ấn vào đây là chữ hoặc. Thế là các bạn đã trở thành một cao thủ VIP Pro đấy. Để mình giải thích nhá. Tức là khi mà các bạn chặt cây ấy thì nó sẽ rớt ra một trang bị. Và trong trường hợp là trang bị mới của các bạn nó lực chiến cao hơn trang bị cũ, hoặc là nó sẽ chứa những cái dòng như là liên kích này hoặc là choáng này, thì nó sẽ dừng lại cho các bạn. Có thể là lực chiến của cái trang bị mới đấy nó thấp hơn một vài trăm, nhưng nó lại có cái dòng là liên kích hoặc choáng mà mình đang cần, thì nó sẽ dừng lại cho các bạn luôn. Thế là chúng ta lựa chọn đúng cái trang bị đấy lắp vào, thế là chỉ số của mình lên đáng kể luôn các bạn nhá. Đến tầm ngày thứ hai rồi các bạn đừng quá quan tâm vào cái việc lực chiến nữa, bởi vì là tranh nhau vài chục nghìn lực chiến nhưng cái chỉ số mà các bạn chơi ấy nó cao hẳn lên tầm 50-60% là nó khóc bọt liền các bạn ơi. Tất nhiên là sẽ có một số những cái trang bị nó rớt ra phẩm cao vút vùn vụt và những cái lực chiến của nó tăng lên khoảng vài chục nghìn ấy, thì các bạn nên lấy cái trang bị mới đó nha các bạn. Bởi vì ngoài cái dòng này ra thì nó còn cái chỉ số cộng trực tiếp này này. Ví dụ như công nó tăng lên quá nhiều, HP nó tăng lên quá nhiều, thì tội gì không lấy cái trang bị mới đó. Bởi vì đằng nào chúng ta lên level cao hơn thì chúng ta vẫn phải thay thôi. Và với cái chỉ số cao đó thì chúng ta sẽ có thể đi vượt ải, đi khiêu chiến tháp. Ở giai đoạn này nó vẫn cứ là ok. Nên là nếu như chênh lệch lực chiến nó nhiều quá thì các bạn cứ chọn trang bị mới bình thường nhá. Còn phổ thông thì chúng ta cứ cài đặt như thế này cho mình nha. Thì lúc nào bạn cũng sẽ duy trì được cái chỉ số đấy, nó ok la, đi chiến đấu nó không bị thua. Lưu ý thứ hai đó chính là về con linh thú. Thì con linh thú đến ngày thứ hai các bạn đừng có nâng quá nhiều vào con ong già nữa. Đấy, nó chỉ tầm 6-7 sao như thế này là được rồi. Chỉ số nó không tăng hơn được nhiều nữa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì kỹ năng chiến đấu của nó ấy, level 4 thì nó cũng chỉ tăng được có 45% công của nhân vật chính thôi. Các bạn thấy không? À, lên level 60 này thì nó cũng chỉ tăng được có 45% công. À, trong khi đó thì chúng ta chơi một con pet vàng là chúng ta hoàn toàn có thể nâng lên rất là nhiều. Tất nhiên là cái bị động ở dưới này thì nó sẽ gọi là ối dồi ôi khi mà chúng ta hên. Chúng ta đã ra được những cái dòng cam mà có những cái chỉ số cần thiết như là liên kích, bạo kích hay là choáng ấy, thì nó cực kỳ là ngon lành cành đào. Tuy nhiên là cái này nó cũng hên xui lắm. Cho dù là các bạn có nâng cả 20-30 con chưa chắc đã ra những cái dòng mà các bạn mong muốn. Chính vì vậy các bạn đừng quá gọi là kỳ vọng rằng là với con linh thú này mình sẽ có thể build những cái chỉ số đấy cực kỳ nhiều, mà các bạn hãy kỳ vọng vào phần trang bị này thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn con linh thú này, cái chính của nó là cái phần kỹ năng chiến đấu nha các bạn. Và với cái kỹ năng chiến đấu bước sang ngày thứ hai thì chúng ta với con pet lam này là nếu như chúng ta nâng tiếp, nâng mãi lên nữa thì về lâu dài chúng ta sẽ bị thọt. Chính vì vậy mà chúng ta tạm dừng lại ở con ong già 67 sao nha các bạn. Và chúng ta chơi vào con nào? Chúng ta chơi vào con ứng long mà có hai cánh con rồng này này. Các bạn biết tại sao mà cái con ứng long này lại được nhiều các bạn chơi không? Bởi vì nó có cái skill rất hay. Thế là 5 hiệp nó dùng kỹ năng một lần thôi. Tuy nhiên là sát thương gây ra là bằng 400% công của nhân vật chính. Đấy là với skill level 2. Và level 3, level 4 thì cái sức sát thương của nó gây ra còn kinh khủng hơn nữa các bạn ạ. Chắc chắn là ở đây đã có những bạn mà đã đi PK với những bạn mà thấp lực chiến hơn nhưng lại sở hữu được con ứng long này, và đến lượt thứ 5 nó dã cho một phát gọi là nhấc hình luôn, đi luôn gọi là 9/10 cây máu luôn nha. Thì tất nhiên là về lâu về dài con ứng long này sẽ giúp cho chúng ta đi vượt ải cũng như đi leo tháp rất là tốt nha các bạn. Thế thì trong trường hợp như mình đây, ngày thứ hai mà chúng ta reset ra con kỳ lân màu đỏ thì chúng ta có nên bắt hay không? Mình là cũng thuộc dạng là khủng khiếp đấy, bởi vì tỷ lệ của nó xuất hiện ra cái con pet thần thoại chỉ 0,2% thôi. Thế mà chỉ sang ngày thứ hai mình reset miễn phí, nó đã ra con kỳ lân này rồi. Cực kỳ là kinh khủng luôn nha. Nhưng mình khuyên các bạn nếu như cũng là nông dân giống y như mình ấy,
Thì thôi, sau khi reset ra thì các bạn có thể để đấy trong vòng 30 phút các bạn ngắm chán ngắm chê, chụp ảnh các kiểu con đà điểu đi. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục reset nếu như có số lần miễn phí nhá. Và làm thế nào thì làm, các bạn cố gắng kiếm thật nhiều con ứng long cho mình để có thể là đi chơi thì sẽ phù hợp hơn. Lý do là một con kỳ lân 1.000 cái ngọc này các bạn ạ. Và không biết bao giờ các bạn lại có thể là reset ra con kỳ lân lần nữa. Đấy, có thể là bước sang năm 2025. Nên là thôi, bỏ đi các bạn nhá. Không là thọt vỡ mồm ấy. Còn nếu như các bạn mà reset ra con ứng long thì chúc mừng các bạn. Các bạn hên đấy và nên sử dụng luôn em nó đi. Build dần đi nhá. Để sau này nó mạnh hơn con ong già, thay luôn cho con ong già đi là tuyệt vời. Cái lưu ý thứ ba là bước sang ngày thứ hai vào lúc 10 giờ sáng thì sẽ mở ra cái tính năng huyễn cảnh linh thú. Và các bạn phải lưu ý hết sức ở trong cái phần này. Đó chính là thám hiểm nha. Ở trong phần thám hiểm này chắc chắn là nhiều bạn chưa biết cách để mà đặt vào đây đâu. Ví dụ như các bạn ấn vào một ô nha, thì chúng ta sẽ thấy là có những con pet mà nó có cái mũi tên đi lên ấy. Thì các bạn sử dụng con pet đó, nó sẽ được x2 cái số điểm mà nó nhận được. Các bạn hiểu chưa? Tiếp tục là sang cái ải tiếp theo, nó cũng sẽ có hiện những con pet nào mà đi cái ải đấy, nó sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng lên. Thì các bạn lưu ý là đặt đúng con pet đấy nhá. Nên là khi mà các bạn chiêu mộ linh thú ấy, thì các bạn đừng vội gọi là thả hết đi nhá. Để bước sang ngày thứ hai xem những con pet nào mà ở trong đó nó x2 lên ấy, thì các bạn giữ lại để chơi cái đấy cho nó được nhiều điểm. Còn những con nào mà không có x2 thì các bạn bỏ đi cũng chưa muộn. Và các bạn hoàn toàn là có thể dùng điểm để có thể mở thêm ô. Tích lũy cái này thì rất là ngon, bởi vì bảng xếp hạng ở đây này, vào trong top 20 ấy, là chúng ta sẽ có một con pet vàng, có con ứng long ngon lành luôn. Và top 50 là chúng ta đã có một con pet tím rồi. Như mình đây hiện tại là đang top 346 này, bởi vì ngày hôm qua mình quên mất, mình đã lỡ bỏ đi mất một vài con pet, khiến cho bây giờ đang bị thọt đi nha các bạn. Đấy, cày chưa. Nhưng thôi, mình chia sẻ để các bạn đừng lặp lại cái sai lầm giống như mình nha. Tiếp tục sang ngày thứ hai, số lượng ngọc của mình chỉ còn lại 200. Lý do là bởi vì mình lại tiếp tục là vào trong cái phần chợ ấy, để có thể là mua cái ngọc lưu ly và tích lũy dần ở đây các bạn ạ. Đấy, mình có 525 cái ngọc lưu ly rồi, và chỉ còn thiếu đâu đó là 75 cái ngọc lưu ly nữa thôi là mình sẽ sở hữu được thêm một con chuột nữa. Và nếu như mà với con chuột này thì chúng ta sẽ không sợ hết đào nha các bạn. Cứ một vài phút là chúng ta lại có thêm chục quả đào liền. Nên là tích cực dùng con chuột. Đến khi nào nó suy yếu, suy kiệt thì thôi, phải vắt kiệt cái sức lực của nó các bạn nhé. Vắt cho nó cạn kiệt trong ngày luôn đi. Đấy, để cho chúng ta có thể là kiếm thêm một tí đào. Bên cạnh đó thì cũng sẽ mở thêm cái phần tiên hữu. Đây này, em này búp liên kích rất là ngon luôn nha các bạn. Đây nha, liên kích 5% này. Nhưng mà nếu như chúng ta mà tăng được độ thiện cảm lên level 20 nhá, thì chúng ta sẽ có thêm là thể lực của tiểu yêu ở trạng thái dồi dào trong phúc địa tăng thêm 10. Các bạn thấy không? Tăng rất là nhiều những cái thể lực cho con chuột của mình để có thể là đi gọi là ăn trộm được nhiều hơn. Đấy là những cái mà chúng ta nên lưu ý. Bên cạnh đó thì cái thuộc tính này, khi tăng lên thì những cái chỉ số này nó cũng sẽ tăng lên ok la hơn. Và nếu như các bạn cũng chơi liên kích giống như mình ấy, thì các bạn nên mua con chuột đi, mua nhanh vào để có thể là sở hữu được con SR Hoa Tưởng Dung rồi nhá. Có thêm liên kích thì rất là ngon lành cành đào đây. Bên cạnh đó, nếu như chơi liên kích thì chúng ta cũng cần phải lưu ý vào con tiểu tử ấy nữa. Bởi vì con tiểu tử này ấy, nó cũng sẽ có những cái chỉ số rất là ngon. Bạo kích cộng này, đấy, và xác suất nhận thuộc tính chỉ hướng khi chặt cây tự động cũng tăng lên 12% này. Đấy, cố gắng build vào con này nhá các bạn. Hợp lý đấy. Và cái lưu ý thứ 5 là ngày thứ 2 thì chúng ta nên mua thêm một cái vật cưỡi nữa. Đó chính là cái thoi bay. Khi cưỡi cái thoi bay này thì chúng ta sẽ có thêm kháng liên kích 33,6% nha các bạn. Bởi vì là khi đi vượt ải mạo hiểm này, thì mình nhận thấy là ở trong này có hai thể loại. Một là sẽ có những con công cao đấy, và nó sẽ có liên kích. Có thứ hai nữa là có những con nó sẽ có choáng các bạn ạ. Hiện tại thời điểm này là mình thấy hai con bot kiểu đấy nó xuất hiện nhiều nhất. Chính vì vậy mà mình sẽ mua thêm cái kháng liên kích, để nếu như con này nó có nhiều liên kích thì mình đeo cái này vào sẽ kháng được rất là nhiều. Ví dụ như con bot này, các bạn thử thấy nãy giờ là dù máu nó trâu thôi nhưng mà nó không đánh được mình thêm liên kích tí nào nha. Chứ còn bình thường nếu không cưỡi cái đấy nó liên kích liên tì tẳng luôn. Thì các bạn cứ thay đổi vật cưỡi sao cho nó phù hợp với cái ải mà các bạn đi là ok đó. Thì một số những cái lưu ý ngày thứ hai đấy thì các bạn tuân thủ đừng để mắc sai lầm nha. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở ngày thứ ba nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin nút like nhé.